Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Tool ngày 7 tháng 3 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Và trong video này Shop em sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mới vừa về. Đây là cây cưa cắt gỗ, cưa đĩa sử dụng pin là 60V. Hàng Flexvolt mới sử dụng được nha anh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau mở cái thùng ra xem. Rồi. Đây là cái cưa đĩa của nó. Thì với cái cưa đĩa này sẽ hoàn toàn phù hợp với các anh mà đã trang bị cho mình một cái máy khoan bắt nhíp T1. Cái này sử dụng rất là đã. Bởi vì cái này là hàng cưa của Mỹ luôn. Thì một bộ nó gồm có một cái máy, một cái đĩa kèm theo. Ở đây thì shop em đã tách ra rồi, chỉ bán cái thân máy không thôi, và với cái giá là 5.500.000 đồng chưa bao gồm phí vận chuyển. Ở đây là cái cưa đĩa của Điều Quan, nhìn rất là hồng hố, rất là ngon lành. Mâm nhôm được sơn mạ lại màu đen rất là đẹp. Cũng kim loại luôn. Kim loại luôn. Đây nó sử dụng 60V. Đó, rất là đã. Đây là dòng cưa không chứa than. Brushless motor. Sử dụng pin maximum là 60V. Đây là cái mã của nó. DCS 575. Ok. Đây là chứng nhận thị trường Mỹ nè. Dòng xoay nhanh nhất của nó là 5.800 trong vòng 1 phút. Rồi riêng cái thân máy này nó sản xuất gia công tại Trung Quốc, xuất sang thị trường Mỹ. Có đầy đủ chứng nhận để tiêu thụ tại thị trường. Và chúng ta sẽ cùng nhau gắn cục pin vô mà sử dụng thử coi nó ngon không. Đây là cái body hoàn toàn mới cho nên là shop mình không có cắt thử, chỉ test máy thôi. Đây cục pin 60V. Đây có chốt an toàn. Mình phải bật đè cái này vô thì mới bóp cò được. Ồ, có thắng. Máy chạy cực kỳ êm. Tiếng chạy thật là đã luôn. Và cái khả năng cái phần thiết kế thắng của nó cũng khá là độc đáo, là nó thắng từ từ lại mà dừng hẳn, chứ không có như những cái máy hàng Nhật là thắng cái quá gấp đi thì cái đó nó sẽ mòn cổ gấp. Rồi điều đặc biệt nữa đây, lưu ý với anh chị là cái đĩa cưa này là sử dụng cái cốt 16 ly cho nên là mình phải mua cái đĩa cưa có cái lồng đền hoặc là cốt 16 ly mà mới gắn vô được. Ok. Riêng cái đĩa cưa này thì Điều Quan đang bán là 30 đồng. 30 đồng là khoảng 700 ngàn tiền Việt Nam. Rồi ok, một cái sản phẩm rất là hot. Và cho tất cả các anh mà đam mê về Điều Quan có thể trang bị về sử dụng cho gia đình. Rất là tuyệt vời. Riêng đĩa cưa thì shop em cũng đã có một vài hãng đĩa cưa có cốt 16 ly cho nên cứ việc mua về mà sử dụng rất là thoải mái luôn. Tại vì bên mình một khi đã bán là luôn luôn trang bị đầy đủ phụ kiện để khi các anh cần là luôn luôn có. Xin giới thiệu lại là đây là cái cưa đĩa xài pin của hãng Điều Quan. Thân máy của nó gia công tại Trung Quốc nhưng mà nó xuất khẩu qua thị trường Mỹ. Riêng cái dòng này là thị trường Mỹ sử dụng. Và với giá bán là 5.500.000 đồng, chưa bao giờ phí vận chuyển, chỉ có body thôi, không có pin, chỉ có thân máy thôi. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại số 0129 3978 258 hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.